Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, phát huy truyền thống uống nước như nguồn, Đảng bộ chính quyền cùng các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa như tôn tạo tu sửa nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm lo đời sống các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện phong trào áo lụa tặng bà, chăn nấm tặng mẹ, làm nhà ở cho người có công, góp phần giáo dục truyền thống đạo lý uống nước như nguồn của dân tộc. Dâng hoa dâng hương trước anh linh của Hồ Chủ tịch tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay, Câu lạc bộ Thương binh Thống nhất, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội chất độc da cam tỉnh Yên Bái đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái. Với lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước, các cựu chiến binh của Câu lạc bộ Thương binh Thống nhất, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội chất độc da cam tỉnh đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thăm hỏi động viên kịp thời các hội viên khi ốm đau, hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, khuyến góp ủng hộ làm nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các gia đình là nạn nhân chất độc hóa học dioxin. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, huyện Văn Yên thành lập 13 đoàn công tác đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Văn Yên đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước. Lãnh đạo huyện Văn Yên mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua của địa phương. Hội đồng Nhân dân huyện Trần Yên khóa 21 vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Trần Yên tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đã có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ hộ dân được nghe xem phát thanh truyền hình, duy trì và nâng cao 21 trên 21 xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý ở khu vực nông thôn, tỷ lệ che phủ rừng, có 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch và 5 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch.
Để hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, kỳ họp đã tập trung thảo luận bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp phù hợp. Trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách quý 3 đạt trên 62 tỷ đồng và 9 tháng năm 2021 đạt hơn 172 tỷ đồng. Tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đôn đốc các xã thị trấn thực hiện kế hoạch giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặc dù chịu tác động nhiều mặt do dịch COVID-19, song 7 tháng năm 2021, thu ngân sách của tỉnh Yên Bái vẫn đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán trung ương giao, bằng 48% dự toán tỉnh giao và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng bằng 65% dự toán trung ương. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt 94 tỷ đồng gấp 3,3 lần dự toán trung ương. Thu sổ số kiến thiết đạt 16,6 tỷ đồng bằng 66,5% dự toán trung ương. Thu tiền sử dụng đất đạt 537 tỷ đồng bằng 82% dự toán trung ương. Thu xuất nhập khẩu đạt hơn 194 tỷ đồng bằng 60% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2021 thu đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp các ngành, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi từ ngân sách, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp. 6 tháng qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã ký kết được 25 bản thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp. Cụ thể, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thương lượng ký kết được 17 bản thỏa ước lao động tập thể đạt 71% kế hoạch. Đồng thời ký được 8 bản thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đạt 80% kế hoạch. Ngoài ra, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đã thành lập đoàn giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị nhà máy sản xuất, giúp đoàn viên, công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tỉnh Yên Bái có gần 9.000 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 6 tháng qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã thanh tra, kiểm tra trên 2.300 cơ sở, qua đó phát hiện xử lý 197 cơ sở vi phạm với số tiền trên 357 triệu đồng. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy 51 loại sản phẩm quá hạn không đúng nhãn mác chất lượng với giá trị khoảng trên 150 triệu đồng. Đi đối với tăng cường kiểm tra xử lý, các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp phổ biến hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, giáo dục bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm tới các đối tượng, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên toàn địa bàn. Huyện Lục Yên vừa xử lý một trường hợp cố tình không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vào 22 giờ 50 phút ngày 25 tháng 7, anh NVT trú tại tổ 3, phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 24A14394 theo hướng từ Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang sang huyện Lục Yên, Yên Bái. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 huyện Lục Yên trên tuyến tỉnh lộ 171 tại xã Minh Xuân, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây đã ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, anh T không chấp hành, lên xe và cố tình điều khiển phương tiện về hướng Lục Yên. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi hơn 10 km, yêu cầu anh T quay đầu xe về trụ sở công an xã Minh Xuân làm việc. Hiện công an xã Minh Xuân đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử phạt trường hợp này vì hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, huyện Yên Bình luôn chú trọng chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng cả vật chất lẫn tinh thần, qua đó kịp thời động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Là thương binh hạng 4/4, sức khỏe yếu, những năm qua, ông Trần Đình Thắng ở xã Đà, huyện Yên Bình luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Vệ sinh tu sửa nhà cửa và tạo điều kiện để ông Thắng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Tôi rất hạnh phúc là được đảng các đoàn thể chăm lo giúp đỡ, rồi thường xuyên thăm hỏi là một này. Hai là chính quyền đoàn thể là cũng giúp tôi nhiều, tạo điều kiện tôi làm ăn này. Đấy, tôi bảo các con tôi cứ noi gương bố, tất cả những người như bố, làm phải làm phải có hưởng.
Không chỉ riêng gia đình thương binh Trần Đình Thắng mà tất cả 90 gia đình chính sách, thương bệnh binh ở xã An Đà luôn nhận được chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. 5 năm qua, bằng các nguồn lực, toàn xã đã có 11 hộ gia đình chính sách được làm nhà mới, ổn định cuộc sống. Xã không có hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, 78% gia đình chính sách có cuộc sống khá trở lên. Hàng năm thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tập trung làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Cụ thể là cũng chỉ đạo là làm tốt công tác thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng, và tạo điều kiện bằng những cái nguồn vốn ưu đãi hoặc là những cái cây con giống theo những chương trình dự án để làm sao giúp đỡ cho những hộ dân, những hộ gia đình có chế độ chính sách để người ta có những cái phát triển kinh tế. Xã Phúc An hiện có 12 đối tượng chính sách người có công. Bên cạnh việc vận động các ban ngành đoàn thể quan tâm giúp đỡ, chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hàng năm công tác xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa cũng được thực hiện thường xuyên. Qua đó kịp thời động viên các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp công sức xây dựng quê hương. Hàng năm thì Đảng ủy cũng chỉ đạo Ủy ban dân xây dựng kế hoạch để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Trong đó thì cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong xã thì cũng tổ chức là tuyên truyền vận động cũng đến gia đình để giúp đỡ các gia đình còn khó khăn, trong đó thì cũng gia đình đó thì cũng được sự quan tâm, thì cũng xem các gia đình đó để hỗ trợ các nguồn vốn để phát triển xã hội. Toàn huyện Yên Bình hiện có 900 đối tượng là thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng luôn được huyện Yên Bình coi trọng. Hàng năm từ nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh và huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng theo quy định. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo làm tốt việc hỗ trợ xóa nhà rột nát cho các gia đình chính sách. Trong 5 năm qua, từ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và nhiều nguồn vốn khác, toàn huyện đã có 330 gia đình chính sách được hỗ trợ làm mới và tu sửa nhà ở với tổng kinh phí trên 10 tỷ 800 triệu đồng. Riêng trong năm 2020, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 80 nhà cho người có công và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ đối với gia đình chính sách mà xóa nhà rột nát, thì lúc này là gia đình cũng được bàn bạc là với quyết tâm là của gia đình là cố gắng là làm cái căn nhà này. Thực ra nói là nếu mà không có sự hỗ trợ của nhà nước ấy, thì đối với gia đình tôi cũng là một cái vấn đề rất khó khăn. Để công tác đền ơn đáp nghĩa thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Bình quân mỗi năm huyện Yên Bình vận động đóng góp được từ 170 triệu đồng tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa trở lên. Riêng năm 2021 này, huyện phấn đấu vận động 200 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Song song với đó, huyện Yên Bình còn nhanh chóng triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể như phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh đóng góp ngày công, nguyên vật liệu giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công làm nhà ở, phát triển sản xuất. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa thì huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tiến hành rà soát toàn bộ các đối tượng chính sách, và trên cơ sở đó thì đã xác định các cái đối tượng mà được hưởng theo cái chính sách của Chủ tịch nước, của tỉnh. Và trên ngoài ra thì huyện cũng rà soát một số cái trường hợp có khó khăn để xem xét, cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, huyện Yên Bình đã trích trên 60 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, trao tặng 195 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Lãnh đạo huyện Yên Bình cũng đã tổ chức thành nhiều đoàn đến thăm hỏi động viên, trao trên 2.200 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh đó, để thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ, huyện đoàn Yên Bình tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Đây là những việc làm thiết thực thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Tại tỉnh Yên Bái, mặc dù công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước đã được các địa phương trong tỉnh chú trọng quan tâm, tuy nhiên tình trạng đuối nước vẫn xảy ra. Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ, thì việc học bơi là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả, vừa nâng cao sức khỏe, thể lực, vừa giúp các em có kỹ năng phòng chống đuối nước. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên mùa hè này thay vì đi du lịch cùng gia đình, em Nguyễn Hương Giang, 9 tuổi, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, đã được bố mẹ cho đi học bơi để nâng cao sức khỏe và phòng chống đuối nước. Chỉ sau một thời gian ngắn, Giang cùng các bạn đã biết bơi và được học các kỹ năng cứu đuối cơ bản cũng như xử lý tình huống khi có người bị đuối nước. Con thấy môn bơi lội giúp con phát triển thể lực. Mỗi khi con bơi xong là con thấy khỏe hơn và nó giúp con có thể xử lý các tình huống ở dưới nước. Mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông phòng tránh đuối nước, dạy bơi cho trẻ là biện pháp hiệu quả, giúp trẻ học cách tự bảo vệ mình. Anh Nguyễn Tiến Nam, một huấn luyện viên bơi lội cho biết, những năm trở lại đây nhờ được tuyên truyền vận động, các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chú trọng hơn đến việc cho con đi học bơi để giúp con phát triển toàn diện về thể chất, đặc biệt là phòng chống đuối nước. Qua đây là tôi mong muốn là các em vận dụng những cái kỹ năng mà chúng tôi truyền đạt lại để áp dụng vào thực tế khi mà chúng ta gặp những cái tai nạn nó rất đáng tiếc. Ngoài ra việc tập bơi này cũng lợi ích là thứ nhất là phát triển đầy đủ cho trẻ nhỏ, phát triển hoàn thiện hơn về xương khớp, vận động và hệ tim mạch. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, gia đình, trẻ em và toàn xã hội, hàng năm tỉnh Yên Bái cũng đã phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước. Qua đó xuất hiện các câu lạc bộ, các lớp dạy bơi cho cả người lớn và trẻ em, giúp các em được trang bị kỹ năng cơ bản an toàn trong môi trường nước. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, một số lớp câu lạc bộ dạy bơi chỉ tổ chức dạy với quy mô nhỏ, dao động từ 10 học sinh trở xuống. Tham gia học bơi không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, tầm vóc thể lực cũng như hạn chế rủi ro khi tiếp xúc với môi trường nước mà còn tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em trong dịp hè. Em học bơi được tầm khoảng 2 năm. Em thấy học môn học bơi này rất tốt cho sức khỏe, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19. Việc học bơi thì nó rèn luyện sức khỏe toàn diện cho các cháu, sự phát triển về cân đối về hình thể và tất cả mọi cái sự phát triển nó quan trọng hơn nữa là cái phòng chống đuối nước trẻ em. Yên Bái là địa bàn có mật độ sông, suối, ao hồ dày đặc. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương, trường học, gia đình và toàn xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước toàn dân, đặc biệt là ở trẻ em, để tránh những tai nạn do đuối nước xảy ra. Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau. Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng. Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên,
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết. Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.